bây giờ trường học này có mấy cốc dâm bụt đẹp này. Cái chanh có mấy quả. Ôi. Ở nhà đi lăn quanh mấy vườn của bà con đây. Không có gốc gì người ta bỏ đi. Chua quá. Đây là cái phượng hoa đỏ đẹp thế anh em. Gốc thân nhỏ này mà hoa đây. Khu này khu vườn người ta bỏ hoang. Đây gốc sông nhỏ này. Đào cái này phải chơi hay đấy. Đây nha, được cây sung nhỏ nhỏ xinh xinh. Về cắt lọc đi rồi ươm nó vào một cái bì. 1-2 năm đã có cây đẹp chơi. Khu đất bỏ hoang này mà đi tìm là nhiều cây đẹp lắm. Trong đây cây hoa sữa.